Hello mọi người, hôm nay chiếc máy cài Shibora 28F đấu đầu hôm bữa nay tới ngày đầu tiên nha mọi người. Thấy anh tới rất là nhanh nha, máy rất là khỏe nha anh em. Đích Shibora 28F đấu đầu động cơ 2.8. Lúc trước mua là chưa có tới ngày nào á, bữa nay mới tới mùa tới nha anh em. Chạy rất là khỏe, rất là sâu nha. Chạy tốc độ luôn. Con này thì nhẹ xác á, nên chạy có tốc độ lắm. Để lát mình xuống test thử độ sâu của máy tới nha. Đây là đang xới bộ ngạ, bộ hải nha anh em, chứ không phải xới xạ. Cái bộ hải thì sẽ xới sâu, đất cục to to nè. Chạy rất là nhanh nha anh em. Mang dàn sới 2m2 luôn. Đất sâu ghê luôn. Này sới bỏ ải. Này hơi thiếu nước rồi. Hơi thiếu nước, đất nó lông trồng. Nó hơi ruộng ruộng lên. Có nước đất sẽ bằng thôi. Không biết anh chạy số mấy mà nhìn tốc độ quá nhanh anh em ơi. Nè, bánh lồng nó quay liếu luôn. Đích chi bao ra 28D28F đấu đầu động cơ 2.8 Isuzu mà chạy quá dữ anh em ơi. Chắc sát nhẹ, một phần sát nhẹ nó nhẹ máy. Đám này rạ rất là dày đặc nha anh em. Người ta cho nước vô tại nhử lúa lộn hổm rài cho lên á. Và tài xế nhử cho lên hoài luôn. Cái bò ải. Quá đã. Chới nhanh mà sâu mà có tốc độ luôn nha anh em, dàn chới lớn luôn. Đấu anh em đấu máy này nhẹ túi tiền, nhẹ vốn mà chạy có hiệu quả luôn. Lúc trước anh đấu có 140 mấy triệu nha anh em. Lúc này chắc giật giá lên rồi, máy lên. Lúc trước đấu 140 mấy triệu về tới nhà luôn á. Lúc trước mình có quay lấy máy về đó. Chơi sâu lắm anh em ơi. Đường đám ruộng này đường dài quá, mình không có đi theo kịp máy xới à. Để mình cho anh em coi đất nha. Xới cục bự 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 rồi. Xới bỏ ải là cục bự nha anh em. Rạ quá trời rạ luôn, đất cứng nữa. Xới vậy là mình thấy là tạm ổn á, tạm ok rồi á. Cục trên đây hơi thiếu nước, hơi khô nè. Khu vực này mới xới đám đầu tiên nha anh em. Đám đầu tiên luôn á. Cài trường bữa đầu tiên của anh luôn á. Hôm nay anh lấy máy về chứ chưa xới ngày nào. Máy này lúc trước hình như là anh mua ở Mỹ Tho á.
có cái tiệm ông chú nào á, ổng đấu sẵn tại bãi luôn nha anh em, ở Mỹ Tho, chứ không có đem về thợ nhà đấu, anh mua có đấu sẵn luôn nha. Nay nghe anh nói tới 170 triệu rồi, 170 triệu mới được con xe giống như vậy nha, giật giá lên á, không có ông cửa hàng bán lên nè. Ảnh chạy dàn cới này là dàn cới 1 mét, lúc đầu là 1m6 nha anh em, dàn cới của răng dàn cới dĩa, rồi ảnh về ảnh mướn thợ nối lên là thành 2m2 và cắt dĩa bỏ và cấp nú lại nú bình thường. Dàn cới này dàn cới dĩa, lúc trước dàn cới dĩa có 1m6 à, nối lên 2m2 rồi sắp nú vô, thổi dĩa ra bỏ sắp nú vô nha anh em, anh đã làm lại hết à, chạy rất là nhanh nha, chạy có chút xíu mà sắp rồi đám ruộng nè, còn mấy đường nữa. Bánh lòng quay liếu luôn, không biết anh chơi số mấy rồi, thấy nhanh quá. Đất nè, cô quá, hơi cô. Anh em có nhu cầu muốn đấu giống con xe này thì để mình hỏi thăm ảnh coi đấu ở đâu rồi mình sẽ chỉ anh em nha. Lúc trước cũng có mấy anh em hỏi đấu ở đâu á, thì mình cũng nghe phong phanh là ảnh nói đấu ở Mỹ Tho, gần ngã ba gì đó, Mỹ Tho lại chút gì á, nói chung mình cũng không biết tiệm đó đâu. Nếu anh em muốn đấu giống vậy thì để mình hỏi giùm ha, chạy rất là ok, túi tiền vừa túi tiền luôn, có 10 mấy chục triệu à, máy nghĩa địa luôn, động cơ 2.8, máy này không có turbo nha anh em, theo như mình nghĩ mình lựa loại 2.8 có turbo là sẽ mạnh hơn nha. Chạy quá nhanh anh em ơi. Rồi, video mình đến đây kết thúc nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem video nha. Để mình vài bữa mình sẽ đi theo anh ấy sẽ quay thêm vài video nữa anh em xem nha. Rồi chào tạm biệt anh em.